Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Ngọc Trinh thả thính với bộ ảnh mới, nhìn em cũng rất tuyệt. Vậy có anh có dám duyệt? Bộ ảnh mới của Ngọc Trinh khiến nhiều người trầm trồ khi cô nàng diện nguyên một cây đồ hiệu đơn giản nhưng lại vô cùng thanh lịch, là một trong những cái tên hot không lạ gì khi mỗi hình ảnh của Ngọc Trinh được chia sẻ, cô nàng đều thu hút sự chú ý từ phía người hâm mộ. Mới đây Ngọc Trinh đã có chuyến đi công tác tới Hàn Quốc. Tại đây, người đẹp đã quyết định mạnh tay mua sắm đồ đạc để phục vụ cho mục đích quay video đập hộp đồ hiệu của mình. Trên trang cá nhân của Ngọc Trinh cũng đã chia sẻ hình ảnh mới nhất của cô tại sân bay. Khác với những lần khác, Ngọc Trinh thường diện những bộ cánh gợi cảm stylish. Sân bay lần này của Ngọc Trinh lại đơn giản lạ thường, với khoác trên người một cây đồ hiệu, thế nhưng phong cách đơn giản với quần jean kết hợp với áo phông trắng của Versace cùng chiếc giày cao gót mũi nhọn màu đen khiến Ngọc Trinh trông thật khỏe khoắn. Chiếc túi trắng xách tay cùng với mái tóc xoăn nhẹ nhàng chính là điểm nhấn giúp nữ hoàng nội y ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Nhiều lời khen đã được dành cho phong cách đơn giản nhưng thanh lịch này của Ngọc Trinh. Ngọc Trinh quyết định thả thính, nhìn em cũng rất tuyệt, vậy anh có dám duyệt? Mới đây Ngọc Trinh cũng đã nhận khá nhiều chỉ trích khi chia sẻ đoạn clip giới thiệu khu phân phối mỹ phẩm tại Hàn Quốc. Cô vừa di chuyển trong kho hàng vừa bóc một số sản phẩm lên xem. Không những thế, cô nàng còn lấy một thỏi son trên kệ để thử với vô tư để lại chỗ cũ. Hành động trên của cô vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trước đó người đẹp từng gây sốc với tuyên bố đồ dưới 1 tỷ có thể mua bất cứ lúc nào, còn 4-5 tỷ mới phải cân nhắc. Cá cưng của cũng khác đẹp thường xuyên khoe những món hàng hiệu đắt tiền có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.